qua 16 tháng 10, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can Đàm Thành Đạt sinh năm 1988 ở xã Tràng Phái, huyện Văn Quan và Trần Văn Hính sinh năm 1962 ở đồng mỏ Chi Lăng về hành vi buôn bán vận chuyển tiền giả. Trước đó, vào tối ngày 13 tháng 10, Đạt rủ Hính là lái xe taxi hãng Khánh Linh ở thành phố Lạng Sơn đến khu vực ga Đồng Đăng, huyện Cao Lộc mua gần 680 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Khi hai đối tượng đưa tiền giả đi tiêu thụ đến km 28 quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng thì bị công an Lạng Sơn bắt quả tang thu giữ toàn bộ tang vật.